Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử hình thành và phát triển, mặc dù nhiều lần điều chỉnh địa giới và thay đổi tên gọi, nhưng xã Ninh Thọ thuộc huyện Ninh Hòa vẫn giữ nguyên nét đẹp truyền thống, bản sắc tốt đẹp của một vùng quê Việt Nam, anh hùng trong chiến đấu và cần cù trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương. Trước đây, mảnh đất này nằm trong tổng phước thiện thuộc huyện Vạn Ninh. Vào thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp mới có tên là xã Phước Đông, rồi xã Ninh Phước. Đến năm 1955 đổi thành xã Ninh Thọ thuộc huyện Ninh Hòa cho đến ngày nay. Địa hình ở đây hội đủ các yếu tố đặc thù của một xã nông thôn thuộc miền Duyên Hải Nam Trung Bộ. Có bờ biển dài 5,5 km, khu vực đồi núi chiếm 22,1%, và đồng bằng ven biển chiếm gần 78% trong tổng diện tích tự nhiên rộng 2.760 hecta. Đoạn quốc lộ 1A ngang qua xã dài 9 km, ngoài ra còn có đoạn quốc lộ 26B dài 5 km và tỉnh lộ 1 dài 16 km chạy theo trục đông tây, tạo thành những tuyến giao thông huyết mạch và có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với hoạt động vũ trang. Chính vì vậy mà trong những năm tháng trường kỳ đánh Pháp đuổi Mỹ, địa bàn Ninh Thọ là một hành lang vững chắc, là cửa ngõ trọng yếu nối liền hai căn cứ cách mạng Đá Bàn và Hòn Hèo. Tất nhiên, dù địa hình địa vật thuận lợi đến mấy, cũng chỉ là những yếu tố tác động khách quan. Vấn đề cốt lõi mang tính quyết định là nhân tố con người, là tinh thần yêu nước, là thế trận lòng dân. Dấu son rực rỡ ấy đã được lịch sử ghi nhận. Đại bộ phận quần chúng nhân dân Ninh Thọ giác ngộ cách mạng khá sớm. Phong trào đấu tranh cách mạng được nhen nhóm từ thời kỳ 1935-1936, tạo điều kiện để chi bộ đảng Cộng sản đầu tiên ra đời vào đầu năm 1938. Trong đó có hai đảng viên được cơ cấu vào ban chấp hành tỉnh ủy lâm thời hồi bấy giờ. Đáp lời kêu gọi của đảng và mặt trận Việt Minh, tháng 6 năm 1945, đội tự vệ mật ở Ninh Thọ được thành lập làm lực lượng nòng cốt để xã đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền sớm nhất tỉnh vào ngày 14 tháng 8 mùa thu năm ấy. Trải qua 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, mặc cho kẻ địch dùng trăm phương ngàn kế, từ dụ dỗ mua chuộc đến đàn áp dã man, nhân dân Ninh Thọ trước sau vẫn tỏ rõ thái độ bất hợp tác, không chịu khuất phục, không cam tâm làm nô lệ. Dù quân số mỏng, trang bị thô sơ, nhưng do biết dựa vào dân và bằng sự mưu trí quả cảm, du kích xã đã liên tục diệt ác trừ gian và mở nhiều trận mật tập tiêu hao sinh lực địch, như trận Quảng Thiện diễn ra vào đầu năm 1949, vì còn trung đồ giặc đóng ở đồn Phú Sơn, trong đó có tên Polo, một sĩ quan Pháp khét tiếng giả mang. Hoặc trận Cửu Bô vào tháng 4 năm 1954, tiêu diệt một đại đội của binh đoàn 21 Âu Phi, và trận Xóa Sổ chia khu Lạc Ninh, loại khỏi vòng chiến đấu 230 tên địch thuộc tiểu đoàn khinh quân chủ lực ngụy vào tháng 5 năm 1954. Bước vào 21 năm chống Mỹ cứu nước, quân và dân Ninh Thọ càng thể hiện rõ khí phách kiên trung, vững chãi như kiền ba chân. Mỹ diệm lê máy chém đi khắp nơi, tố cộng diệt cộng, nhưng cả tám thôn trong xã vẫn tồn tại các cơ sở đảng. Ninh Thọ trở thành chỗ dựa chủ yếu của huyện ủy Ninh Hòa trong những tháng ngày đen tối. Kể từ năm 1960 trở đi, phương châm đánh địch bằng hai chân và ba mũi giáp công, đó là kết hợp đấu tranh quân sự, chính trị và binh vận, đã được địa phương áp dụng một cách linh hoạt, nhuần nhuyễn. Địch tiến hành chiến tranh đặc biệt, âm mưu rào làng, lập ấp chiến lược, Ninh Thọ đã đồng khởi đứng lên từ giải phóng, xây dựng làng chiến đấu và trụ vững nhiều năm liền. Từ tháng 6 năm 1966, khi sư đoàn Bạch Mã Nam Triều Tiên đến đóng quân ở Hà Thanh, thì chiến sự càng trở nên ác liệt. Mặc cho pháo bày, bom lũ, bất chấp xe tăng, máy bay, rồi bộ binh địch chà đi sát lại hàng ngày, người Ninh Thọ vẫn bám trụ, một tấc không đi, một ly không rời. Lữ đoàn của Nam Triều Tiên đây, Bạch Mã, nó bao quây cái họ này, nó xúc tác dân, gọi là xúc tác dân để... rồi là để mà bắn giết cán bộ, nhưng mà thực tế xúc tác dân xuống ở Bà Hà. Trong thời gian đó thì dân là coi như tiếp tục là coi như đấu tranh. Rồi tới giờ thôi, không có
nhìn đói không thèm ăn. Rồi về thì được ở đây, thì như vậy đâu cũng ở rồi hơn một tuần rồi thì coi như nó cho về, rồi tiếp tục là coi như tham gia cách mạng nữa. Trong những năm tháng nước sôi lửa bỏng vì sự tồn vong của đất mẹ thiêng liêng, không chỉ Tráng Niên Ninh Thọ xung phong giết giặc, mà cả Nam Phụ Lão Ấu đều dũng cảm vượt trên đầu thù. Một tổ du kích thiếu niên gồm 5 em, chỉ với một khẩu tông song và vài quả lựu đạn đã hiên ngang quần trụ với 4 chiếc xe bọc thép M113. Một nhóm nữ du kích mật bẻ gãy cả trầm càng của hàng trăm tên lính đánh thuê Nam Triều Tiên, được vũ trang đến tận răng, là những câu chuyện thật mà cứ ngỡ như huyền thoại. 4 chiếc máy bay, 2 chiếc trực thăng, 2 chiếc máy bay là màu đen. Nó quần, bắt đầu là nó đổ một bộ quân xuống là coi như quân Triều Tiên bắn vào. Thế thì tổ du kích chúng tôi là chiến đấu rồi 2 đồng chí hy sinh tại chỗ. Khi mà xong đó là nó quần lại, nó dùng xe tăng nó càng cho nó đè bẹp cái đất là cho nó, nếu là ở công sự thì cũng dài nói mà nó đót trống cho nó chè đè. Thế thì chúng tôi bây giờ lúc này là trong thế là cũng ấy là vừa là cổng một thương binh, đồng thời ra thấy xe tăng đến sát bên rồi, không còn cách nào hết, bắt đầu rút đều đạn điện lên cái phòng lái cái xe tăng á, làm đều đạn nổ thì xe tăng á là coi như là 2 thằng Triều Tiên á là chết tại chỗ, 1 thằng bị thương. Giặc tới nhà đàn bà cũng đánh. Đội quân tóc dài ở Ninh Thọ đã có những kỳ tích và công lao to lớn trong cuộc đối mặt một mất một còn với bè lũ cướp nước và bán nước. Những người mẹ, người chị của quê hương hàng ngày tảo tần hai xương một nắng đã hàng trăm lần rầm rộ xuống đường biểu tình, xông thẳng vào trụ sở ngụy quyền, vạch trần tội ác của chúng. Đêm về lại lặng lẽ tả lương, đào hầm bí mật nuôi giấu cán bộ. Bị tù đầy tra tấn dã man, vẫn không chút mảy may nhục chí. Tôi với thằng Mặt, với ông Nhì là ông Trần Thiết đó, thì có đào ở dưới rừng kia 3 cái hầm bí mật để giấu anh em, các giấu anh em. Rồi là coi như là cơ sở thì coi như tôi làm ở trong cán bộ xã, phụ nữ xã thì tôi đi hoạt động hết cho anh em để mà bà con để mà tham gia đóng góp tiền gạo lúa rồi đó, rồi lẽ tiền đơn cắm cờ để xuống đường đi biểu tình. Năm Tết Mậu Thân thì coi như là hầu đó có tôi với chị Sáu Mùi kia có đi hoạt động chị em một bà con một đêm vậy, rồi sáng ngày kéo vào đi nên hòa biểu tình. Sống giữa lòng dân, du kích Ninh Thọ vừa phối hợp vừa trực tiếp đánh trên 110 trận lớn nhỏ, loại khỏi phòng chiến đấu 700 tên địch, trong đó có 150 lính chư hầu Nam Triều Tiên và một tên trung tá tình báo Mỹ, bắn hỏng một máy bay trực thăng, nhiều xe pháo và một đoàn tàu hỏa quân sự. Sự cống hiến về sức người sức của quân và dân xã nhà là một biểu trưng hùng hồn của tinh thần yêu nước nồng nàn, của tấm lòng sắt son đối với đảng. Toàn xã có đến 429 liệt sĩ, chiếm tỷ lệ 15,3% so với dân số lúc đó. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bình quân cứ 13 người dân Ninh Thọ thì có một người hy sinh vì tổ quốc, cứ một gia đình thì có một thành viên bị địch cầm tù, và từ 1 đến 2 người thoát ly, trực tiếp cầm súng đứng ở tuyến đầu. Cứ 16 hộ thì có một bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thành tích ấy đã được đảng và nhà nước ghi nhận bằng việc phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân từ năm 1978. Truyền thống cách mạng vẻ vang ấy mãi mãi là niềm tự hào, là bản hùng ca bất diệt, là ngọn đuốc thiêng muôn đời rực sáng. Tuổi trẻ Ninh Thọ rất là biết ơn những cha ông đi trước và luôn cố gắng hết mình để mà phát huy cái truyền thống đó ngày càng cao hơn. Những năm gần đây, tuổi trẻ Ninh Thọ là đã tham gia cái việc mà giữ gìn đất nước, cũng như tham gia hoàn thành cái nghĩa vụ quân sự, luôn luôn là đạt và vượt chỉ tiêu. Trong cái mặt trận kinh tế, xã hội vân vân thì thanh niên Ninh Thọ ngày hôm nay cũng đã biết vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân mình, để góp phần là xây dựng cho quê hương Ninh Thọ ngày càng giàu đẹp hơn. Đất nước hòa bình thống nhất, từ một miền quê bị bom đạn giặc tàn phá nặng nề, bằng ý chí tự lực tự cường, người dân Ninh Thọ đã đồng sức đồng lòng khắc phục khó khăn, từng bước vươn lên làm cuộc đổi đời. 30 năm sau ngày giải phóng,
Bộ mặt làng chiến đấu Ninh Thọ xưa kia đã thay da đổi thịt hoàn toàn. Bằng tổng kinh phí đầu tư gần 22 tỷ đồng, trong đó phần huy động sức dân đóng góp trên 8,7 tỷ đồng, địa phương đã xây dựng cơ sở hạ tầng với các công trình phục vụ sản xuất và dân sinh ngày một kiên cố, khang trang. Là một xã đồng bằng ven biển, với gần 1.800 hectare đất nông nghiệp và 95% dân số sống bằng nghề nông, nên vấn đề nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả các loại cây trồng là một mục tiêu hàng đầu. Nguồn nước thủy lợi Đá Bàn đã biến vùng đất đai khô cằn, tục gọi là đồng cháy, thành cánh đồng lúa nước phì nhiêu, mỗi năm đôi ba vụ. Ngoài cây lúa thâm canh, nhiều bà con còn mở rộng diện tích trồng hoa màu, lập vườn cây ăn quả lưu niên, đưa tổng sản lượng lương thực hàng năm trên 5.000 tấn. Trồng trọt đi đôi với chăn nuôi là mô hình kinh tế hộ phổ biến ở đây, trong đó phải kể đến phong trào nuôi bò lai đang được nhân rộng. Cách đây chừng dăm năm, được sự giúp đỡ của cơ quan khuyến nông, xã nhận về 2 con bò đực giống Sexindi. Đồng thời nhiều nông hộ cũng được tập huấn kỹ thuật và được cấp viên tinh đông khô dùng phối nhân tạo. Kết quả đã lần lượt cho ra đời 670 con bò lai, chiếm 1/3 tổng đàn, với tầm vóc, trọng lượng và giá trị hơn hẳn giống bò cỏ thông thường. Cả xã hiện có 486 hộ nuôi bò lai, chiếm tỷ lệ gần 32% so với tổng số hộ. Nhiều hộ đã mạnh dạn nuôi hàng chục con và thu về nguồn lợi đáng kể. Bò lai nuôi nó nhanh lớn, bán giá nó cao hơn là bò cỏ. Cho nên bà con là cũng đang tiến hành cho nó lai hết toàn bộ các đàn bò. Riêng tôi thì nuôi khoảng được 20 con. Hàng năm có thể mình bán được 4-5 con. Thu nhập thì nó cũng ổn định khoảng chừng... Mỗi con thì mình bán khoảng 6-7 triệu. Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bước đầu Ninh Thọ đã khuyến khích, tạo điều kiện để một số cơ sở tiểu thủ công nghiệp tư nhân đi vào hoạt động. Vừa tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, vừa giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động lúc nông nhàn. Kinh tế tăng trưởng giúp nguồn thu ngân sách xã năm sau cao hơn năm trước và cuối năm qua đã đạt xấp xỉ 2,5 tỷ đồng. Chịu thương chịu khó làm ăn, biết tích góp chắc chiêu dành dụm, đời sống của từng gia đình được cải thiện rõ rệt. Mức thu nhập đầu người đạt 4,8 triệu đồng một năm. Xã đã xóa hộ đói, chỉ còn 46 hộ nghèo và có khoảng 35% số hộ khá giả. Ninh Thọ hiện có gần 90% nhà xây kiên cố, trên 95% hộ có tivi, 20% đã gắn máy điện thoại và trên 70% mua sắm được xe máy. Điều đáng trân trọng là tất cả những người có công với nước đều được sự quan tâm chu đáo theo đạo lý ăn quả nhớ người trồng cây. Xã Đức Thọ là một xã rất nhiều gia đình chính sách, với tổng số liệt sĩ là 439 hộ liệt sĩ, như vậy là rất cao. Vì thế là lượng liệt sĩ xã và huyện đầu tư hàng năm để tạo công ăn việc làm cho những thương binh, gia đình liệt sĩ và con em của mình liệt sĩ. Bên cạnh đó, xã và huyện đã đầu tư xây dựng các nhà tình nghĩa, hỗ trợ xây dựng các nhà cho các thương binh, các nhà chính sách có điều kiện kinh tế khó khăn. Và qua đó hiện nay trên toàn xã là tất cả đình chính sách được có mức sống trên mức sống trung bình của ở khu dân cư. Quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng, công tác bảo vệ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng nền quốc phòng địa phương luôn được Ninh Thọ triển khai chặt chẽ. Lực lượng cho quân tự vệ đạt tỷ lệ 1,48% dân số, định kỳ đều được huấn luyện diễn tập chu đáo nhằm đảm bảo năng lực sẵn sàng chiến đấu tại chỗ và góp phần làm chủ địa bàn một cách vững chắc. Những thành tựu tương đối toàn diện trong quá trình phấn đấu đi lên của Ninh Thọ không tách rời vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng. Đảng bộ xã hiện có 11 chi bộ trực thuộc với tổng số hơn 100 đảng viên. Nếu trước năm 1990, hầu hết cán bộ là những người từ cuộc kháng chiến bước ra, thì nay đã có sự kế tục xứng đáng của lớp trẻ, được đào tạo và trưởng thành sau ngày quê hương sạch bóng quân thù. Hiện nay là cái tỷ lệ đảng viên trẻ hiện nay chiếm khoảng 45% với tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ. Toàn đảng bộ thì đạt được tiêu chuẩn đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.
và cái tỷ lệ của các tổ chức cơ sở đảng hiện nay là hãy nói là có 8 trên là 11 là chi bộ là đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, không có chi bộ nào yếu kém. Không chủ quan thỏa mãn trước những kết quả đạt được, cán bộ và nhân dân Ninh Thọ vẫn đang lo toan trăn trở tìm lời giải để tiếp tục đưa nền kinh tế thoát cảnh thuần nông, tăng giá trị lợi nhuận trên một đơn vị diện tích gieo trồng cũng như trên một sản phẩm làm ra, từ đó nâng thu nhập bình quân đầu người lên mức cao hơn. Hiện nay là chúng tôi tập trung chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp qua chuyển các loại lúa chuyên canh, bên cạnh đó tăng cường cái dịch vụ thương mại và mở rộng các cái hình thức sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn là có 4 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp đã giải quyết lao động cho nhân dân ở địa phương, và thu nhập bình quân của mỗi lao động trong cái sản xuất tiểu thủ công nghiệp này là khoảng 650.000 trên một tháng. Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng của một vùng đất có bề dày lịch sử đã được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hy vọng Ninh Thọ sẽ không ngừng tìm ra những kế sách hay, những giải pháp tích cực để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách mạnh mẽ hơn, năng động hơn, tạo động lực thực hiện thắng lợi tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.